Mlca cho đi để thành tựu. Sứ mệnh được xây dựng và phát triển với sứ mệnh trao đi giá trị làm chủ cuộc đời cho người khác để làm chủ cuộc đời của chính mình. Học viên sẽ được phát huy hết tiềm năng để trở thành nhà lãnh đạo có sức học tập, sức ảnh hưởng, sức phán đoán và phấn đấu trở thành người chân thật, sáng suốt, liêm chính, trung thành, tích cực. Mlca tự hào là môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế, mang đến những trải nghiệm học tập chuyên nghiệp đặc biệt và toàn diện cho bất kỳ ai đang ấp ủ những ước mơ, hoài bão, khát khao chinh phục cuộc sống viên mãn và nâng cao cảnh giới cuộc sống. Mục tiêu tối thượng của Mlca là hỗ trợ, bồi dưỡng, khai mở cho doanh chủ những hiểu biết, năng lực và điều kiện cần thiết để doanh chủ có sức khỏe toàn diện, có nhân cách kiện toàn, có phẩm chất ưu tú, có tâm niệm cống hiến xây dựng đất nước, có khả năng làm chủ 4 lĩnh vực trọng điểm trong cuộc đời: nội tâm, cuộc sống, sức khỏe và kinh doanh. Tầm nhìn. Tầm nhìn của Mlca hướng đến sự phát triển cộng đồng 10.000 thành viên và 1 triệu người trên thế giới được ảnh hưởng đến năm 2025. Đặc biệt, thành viên của Mlca trở thành biệt đội trao đi giá trị và có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực cố vấn cuộc sống. Đội ngũ giảng dạy. Quy tụ đội ngũ Master Mentor, Mentor và giảng viên không chỉ có chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiệm cận với nền giáo dục tiên tiến, mà còn có sứ mệnh mang lại sự vui vẻ, niềm tin, hy vọng và trí tuệ cho học viên. Sự khiêm tốn, yêu thương, bao dung, trân trọng, biết ơn, chân thật là tiêu chuẩn mà Master Mentor, Mentor và giảng viên luôn phấn đấu hoàn thiện. Khóa huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Mlca huấn luyện theo phương pháp ly gia cắt ái, cách ly với gia đình, người thân, bạn bè để thiết lập bối cảnh tốt nhất, giúp học viên chuyển hóa từ người bình thường trở nên phi thường. Với phương pháp gia tốc có tính kỷ luật cao và nghiêm túc này, học viên sẽ được trải qua liên tục 1.800 giờ tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí, xuyên suốt 100 ngày nội trú. Chuẩn đầu ra: 1. Ngoại hình của người mẫu. 2. Sức khỏe của người sắc. 3. Trí tuệ của học giả. 4. Ăn nói của người du thuyết. 5. Cư xử của nhà tâm lý học. 6. Nội tâm an vui như trẻ thơ. 7. Phẩm chất ưu tú. 8. Nhân cách kiện toàn. 9. Kỷ luật sắc bản thân. 10. Làm chủ cuộc đời. Học viên trở thành nhà lãnh đạo có sức học tập, sức ảnh hưởng, sức phán đoán, có nền tảng đạo đức, trí tuệ, thể chất và kinh doanh. Là người chủ động, có trách nhiệm và kỷ luật cao, có sức mạnh nội tâm, có sự dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm thay đổi, dũng cảm học tập, dũng cảm gánh vác. Có năng lực tổ chức, kinh doanh, có sứ mệnh cá nhân song hành cùng sứ mệnh của Mlca, có tâm niệm phụng sự tổ chức, đất nước và xã hội. Học phần bao gồm: 1. Làm chủ nội tâm. 2. Làm chủ cuộc sống. 3. Làm chủ sức khỏe. 4. Làm chủ kinh doanh. 5. Thuật quảng bá. 6. Quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. 7. Chuyên gia tư vấn và huấn luyện. 8. Rèn luyện giọng nói truyền cảm thu hút. 9. Tranh luận và hùng biện. 10. Tư duy học thuật. 11. Siêu trí nhớ. 12. Các bộ môn rèn luyện thân thể, chạy bộ, bơi lội, gốp, võ thuật tự vệ, yoga, thay gân đổi cốt. 13. Các bộ môn chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, trang điểm, trang phục, phong cách. 14. Kỹ năng giao tiếp xã hội, khiêu vũ, văn hóa ẩm thực Á Âu, thư pháp, ảo thuật, thưởng thức hội họa, thưởng thức âm nhạc, hiểu về nước Hoa. 15. Đọc sách nhanh. 16. Ngoại ngữ, giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung. 17. Giao lưu cùng chuyên gia. 18. Giao lưu cùng người thành công. Yêu cầu tuyển sinh: nam nữ không phân biệt tuổi tác, thành phần, tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ. Có người giới thiệu và bảo lãnh. Có giấy chứng nhận sức khỏe tốt, không có bệnh mãn tính, nan y, truyền nhiễm. Trải qua kỳ sát hạch tâm lý và thể chất. Mong muốn thay đổi cuộc sống, khao khát làm chủ cuộc đời. Mong muốn trở thành doanh chủ thành đạt, có chí lập nghiệp cống hiến xây dựng đất nước. Trách nhiệm học viên: cam kết tham gia 100% khóa học xuyên suốt 100 ngày, tuân thủ nội quy Mlca.
Mlca, cho đi để thành tựu.